8. Nói với đại ca, hôm nay tôi tạm có lỗi với anh ấy. Tình phú, nổ súng mà. Ah!
chẳng phải đã nói trước rồi sao? Có ai làm như cậu không? Đang nói chuyện với cậu đó. Cậu có còn là đàn ông không? Rốt cuộc cậu có còn là đàn ông không? Cậu đã hứa với tôi thế nào? Nếu không phải tôi sớm có chuẩn bị, lần này cướp được lại bị cậu hỏng rồi. Tôi thật sự cảm thấy cơ hội lần này rất tốt. Tốt? Tốt thì cậu nói một tiếng, báo cho tôi một tiếng chứ. Bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Lương thực là của anh, người là của tôi. Được rồi, được rồi. Mắng vài câu là được rồi. Tôi lớn từng này, chỉ có mẹ tôi đánh tôi thôi. Tôi có một câu công đạo. Lúc chứng đông ra tay, quả thật có bảo tôi nói danh một tiếng rồi. Nhưng mà chân tay tôi chạy chậm, không đuổi kịp. Đội trưởng Mã bất giận, tôi nói mấy người mau chóng thu dọn rồi đi thôi. Lát nữa lính Nhật gần ở đây đến bây giờ. Tiếp theo cậu định thế nào? Tôi phải ở lại. Bọn chúng còn nợ tôi 5 mạng người. Tôi phải giết đủ mới đi. Đi theo tôi. Đi theo anh làm gì? Cái mạng của cậu là của tôi. Cậu còn nợ tôi 1 mạng đó. Đừng đóng. Đề phòng ai chứ? Được rồi, cậu đã báo tôi được rồi. Đội trưởng Mã cũng lấy được lương thực rồi. Bát cơm của tôi bị hai người đập dở rồi. Cậu đi đi. Đi về Đồng Quan, gặp mẹ cậu đi. Đi cùng anh em của các cậu đi. Vậy còn anh? Tôi còn có thể thế nào? Tôi không ở lại nơi này nữa được rồi. Tôi phải nhanh chóng dắt vợ con tôi đi. Chạy đi thôi. Đi theo tôi đi. Đội trưởng Mã bảo tôi đi theo anh ấy. Anh đi cùng chúng tôi đi. Tôi dẫn theo vợ và con tôi. Đi theo các người để đùa với mạng sống à? Tôi điên chắc. Tổ tông, cảm ơn anh. Đại ca, tôi xin anh chuyện này. Nói, anh và chú Tiến Tài đều từng cứu mạng tôi, đều là ân nhân của tôi. Nhưng mà anh ấy cứu tôi trước, cho nên không có anh ấy thì có lẽ tôi không quen biết anh. Lúc này cậu mới nhớ đến người ta à? Cho nên tôi mới xin anh giúp đỡ nè. Cho tôi vay ít tiền, cho tôi thêm túi bột, tôi mang cho anh ấy. Được, rất nhân nghĩa. Cậu ăn mặc như vậy không muốn sống nữa à? Đi thay quần áo đi. Đầu óc cậu ta có phải không được tốt không? Làm chuyện gì cũng thần bí mập mờ. Lần này nếu không phải anh chuẩn bị trước thì kế hoạch cướp lương thực bị cậu ta phá hỏng rồi. Tôi lại rất thích cậu ta. Có bản lĩnh, có gan, ra tay dứt khoát. Nếu như sau này đi đúng được, có khi còn làm nên chuyện hơn chúng ta. Cái đồ cậu ta à, nếu trong người dân mà có nhiều người như vậy thì người Nhật không chiếm nổi 1/2 Trung Quốc.
làm sao vậy? Người nhà của anh đâu? Chết rồi. Chết hết rồi. Tôi từ trạm lương thực trở về, tôi cầm cái yên ngựa, tôi muốn để ba mẹ con họ cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn một chút. Cả nhà chúng tôi sẽ trốn đi thật xa, thay đổi tên họ để sống. Nhưng mà người Nhật đến nhanh hơn. Chúng bắt hết mọi người trong thôn, không phân già trẻ, đến đầu thôn. Để giết chết hết. Tôi về đến nơi chỉ kịp nhặt xác cho họ. Tôi trên được chạy về đây đã tan nhà nát cửa rồi. Đừng khóc nữa. Khóc không có tác dụng gì. Anh tính làm gì? Thắt cổ tự tử à? Anh chết rồi, ai sẽ báo thù cho họ? Hả? Có hai con đường. Một, tôi sẽ đi cùng anh. Anh cầm thanh đao này, bây giờ chúng ta xông ra giết chúng. Hai, anh đi theo tôi trước. Sau này chúng ta quay lại giết chúng. Không có chuyện gì tôi muốn mà không làm được. Giờ lúc này em muốn qua sông. Anh không đồng ý. Tử Khanh, bây giờ chiến sự ở quân đội 38 khốc liệt, vũ khí tổn thất nặng nề, cộng thêm hai lần vận chuyển súng, giữa đường đều bị bọn Nhật chặn lại. Chính phủ không thể kịp thời cung cấp, giật tay quân đội 38, là thợ sửa vũ khí. Thật ra lâu nay em đã muốn lên tiền tuyến xem các chiến sĩ cụ thể cần những gì. Lan Vân, có chuyện này anh chưa từng hỏi em. Em có biết quân đội 38 là thế nào không? Là thế nào? Em chỉ biết quân đội 38 là một cây dao nhọn cắm trên núi Trung Điều. Trong chiến lược, nó đóng vai trò hạn chế và ngăn cản ý đồ vượt sông Hoàng Hà của lính Nhật. Tác dụng trực tiếp nhất chính là bảo vệ đồng quan. Anh thừa nhận, không có quân đội 38, chỉ dựa vào tiểu đoàn độc lập của anh thì không thể nào giữ được đồng quan. Vậy anh có ý gì đây? Quân đội 38 là quân đội của Dương Mỗ Thành. Hầu hết cốt cán quân sự trong đó đều là đảng viên cộng sản. Anh không muốn em dây dưa với họ. Đảng cộng sản thì đã sao?
Chỉ cần là có thể kháng nghịch thì đảng gì có quan trọng sao? Nếu thật sự như anh nói, việc cung ứng từ chính phủ không phải không đến được, mà là không muốn cung ứng, em lại cảm thấy trách nhiệm thuộc về chúng ta. Hơn nữa, phần lớn lắm của quân đội 38 là người thiểm tay chúng ta, cùng là đồng hương, chúng ta càng nên ủng hộ bọn họ. Ủng hộ bọn họ đồng nghĩa với việc giữ được đồng quan. Tử Khanh, em sẽ chú ý an toàn. Ngày mai anh cho em qua sông đi mà. Tử Khanh, như vậy đi. Anh bảo đội cảnh vệ cử vài người đi theo em. Rõ. Để em lao cho. Để em lao. Sân bay này sau khi xây xong, chúng ta sẽ nắm quyền điều khiển núi trung địa trên không. Vụ nổ lớn sẽ khiến quân đội 38 không còn nơi nào để đóng quân. Sau khi sang bằng núi trung địa, trên thực tế là mở ra cánh cửa đến đồng quan. Lúc nào thì chuẩn bị xong điều kiện cất cánh để thực hiện đánh bom cho nổ núi trung địa, chắc khoảng nửa tháng nữa. Vì phải tăng cường phong tỏa núi trung điện. Thưa thiếu tá, quân đội 38 vừa đến trạm lương thực của chúng ta ở trung thành. Vậy lương thực đâu? Chúng đã chuyển về núi trung điện rồi. Tôi biết rồi. Nhưng là một tin tốt. Vì nghĩa là sao? Chứng tỏ nguồn cung ứng của bọn chúng đã đứt đoạn. Bên phía chúng ta vẫn phải tăng cường thi công sân bay, tranh thủ thời gian thực hiện cho nổ núi trung điều, đánh bại quân đội 38 một cách triệt để. Còn suy nghĩ chuyện đó à? Chớp mắt cái đã tan nhà nát cửa. Cậu bảo tôi làm sao không nghĩ cho được. Hôm đó nếu không phải cậu đến kịp thời, nếu cậu đến trễ một bước, nhà hội chúng tôi đã không còn một ai rồi. Tôi nộp mạng vô ích không nói. Mối thù của ba mẹ con họ cũng không thể trả được nữa. Ông trẻ, tôi từng cứu cậu một mạng, bây giờ cậu lại cứu tôi một mạng. Chuyện này chúng ta coi như hòa nhau. Nào, bắt tay đi. Chúng ta làm quen lại từ đầu, kết bạn lại từ đầu. Tôi thấy anh vẫn giống Tinh Thắng Giang. Cái gì? Chắc là do bộ riêng của tôi. Vậy tôi sẽ cạo nó. Cậu đừng suốt ngày nói Hán Giang râu ria gì nữa. Cậu đi tìm đội trưởng Mã chưa? Tìm rồi. Mấy lần rồi. Cái miệng tôi gần đến lời. Không phải, lời gần đến miệng rồi. Tôi lại không nói ra được. Cậu không nói ra được sao mà được chứ? Chúng ta đến đây đã được nhiều ngày rồi, không sai không khiến để chúng ta ở đây. Chúng ta ăn không ngồi rồi ở chỗ người ta cũng không được hay. Chuyện này dù gì cũng là chuyện riêng của anh. Tôi vẫn chưa biết phải nói làm sao. Hay là để tôi đi tìm. Đừng đừng đừng. Anh không đi được. Cái bộ ria với bộ quần áo này quá giống Hán Giang. Anh mà đi nói chắc chắn không thành. Cứ để tôi nói cho. Vậy lúc nào thì cậu đi? Tối nay. Bất kể khó đến đâu, tôi cũng tìm anh ấy để nói chuyện. Vậy được, tối nay. Được, tối nay.
Tôi cạo ri, cậu đi tìm đội trưởng Mã. Được không? Được. Đây. Qua đi. Tình hình núi Trung Điều gần đây thế nào? Áp lực rất lớn. Quân Nhật phong tỏa rất nghiêm ngặt. Tuyến cung ứng của chúng tôi bị đứt đoạn. Cung ứng từ bên ngoài không vào được. Cộng thêm chính phủ trung ương cố ý bài xích, bỏ mặc quân đội 38 về mặt lương thực và đạn dược. Có thể nói là vô cùng khó khăn. Bây giờ thiếu nhất là đạn dược. Chiến sĩ của chúng tôi mỗi người được phát 5 viên đạn, 2 lựu đạn. Hết đạn để bắn, chỉ có thể dùng đao thôi. Vậy ngoài thiếu đạn dược ra, lương thực có đủ ăn không? Tạm thời vẫn đủ. Khoảng thời gian trước chúng tôi đã cướp được trạm lương thực của người Nhật, chắc đủ trong khoảng một thời gian. Vậy là tốt rồi. Vậy bên phía quân Nhật dạo này có động tĩnh gì không? Chúng tôi nhận được tình báo mới nhất. Quân Nhật đang cho xây dựng sân bay. Mục đích là để phá hủy núi Trung Điều, khiến chúng ta bị động trong chiến lược. Nếu như xây xong sân bay, vì áp lực ở núi Trung Điều sẽ càng lớn hơn. Đúng vậy, chúng tôi đã sắp xếp bố trí rồi. Một khi thời cơ chín muồi, nhất định phải nhổ bỏ cái đinh này. Phải rồi, cấp trên có chỉ thị gì mới không? Vì mà chỉ thị với không chỉ thị, tôi đâu phải là lãnh đạo. Tổ chức sợ các anh gặp áp lực lớn quá, nên bảo tôi qua đây xem thử, xem có giúp được gì hay không. Xin chuyển lời đến tổ chức. Tuy bây giờ chúng tôi vô cùng khó khăn, nhưng mà chúng tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Núi Trung Điều là cánh cửa của Tây Bắc. Quân đội 38 dù hết đạn hết cơm cũng quyết không lùi một bước. Bây giờ sĩ khí của các chiến sĩ cũng rất cao. Mọi người đều nói vì thiểm tay, vì quê hương, cho dù hy sinh cũng phải hy sinh ở núi Trung Điều, tuyệt đối không cho quân Nhật qua sông Hoàng Hà một bước. Thật là vất vả cho các anh. Tổ chức bảo tôi chuyển lời đến các anh, nhất định phải hành động cẩn thận, cố gắng hết sức phát động quần chúng, thiết lập vũ trang cho riêng mình, toàn dân kháng chiến. Được, tôi cũng nghĩ như vậy. Phải rồi, lô đạn lần trước gửi đến các anh hiệu quả thực chiến thế nào? Hiệu quả rất tốt, mức độ sát thương cao hơn rõ rệt. Nhưng lô đạn đó đã dùng hết từ lâu. Bây giờ các chiến sĩ rảnh rỗi thì khắc lên đạn rảnh chữ thật. Đội tuyên truyền còn viết một bài hát, vậy mọi người hát nữa đó. Vậy mức độ chính xác thế nào? Sau khi khắc rảnh có ảnh hưởng nhất định đến độ chính xác và hành trình bắn. Ngày mai tôi muốn đến trận địa xem thực tế như thế nào, thu thập số liệu thực tế để cải tiến hơn nữa. Được, ngày mai tôi bảo Phó Quan Mã dẫn cô đi. Làm gì vậy? Trong phòng đội trưởng có khách, không ai được phép vào trong. Anh, tôi tìm anh có chút chuyện. Chúng ta hẹn hôm khác nói nha. Tôi biết rồi, tôi đi ngủ đây. Phương Chính Đông, sao chị lại ở đây? Thật sự là em. Là em đây.
em và mọi người thế nào rồi? Cả Mạch Hương nữa, cả cha chị nữa, họ đều khỏe chứ? Đều khỏe cả. Muốn biết thì tự mình về xem là được rồi. Sao em lại chạy đến đây? Vạn Tử Khanh sau khi về đã nói thế nào? Anh ấy nói em bị người Nhật đánh chết rồi. Tất cả người đồng quan đều biết. Đúng vậy. Nhưng em cao số, không chết. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Không có gì. Quan gia ngõ hẹp. Em và Vạn Tử Khanh đang ăn mì trên đường thì gặp tên Nhật đã giết anh em của em. Em thấy nổi máu, đã đánh chết hắn. Sau đó càng nhiều người Nhật kéo đến, Vạn Tử Khanh liền đánh nhau với bọn chúng. Sau đó em bị thương, ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì ở chỗ đội trưởng Mã đây. Em vẫn phải trả thù nên em đã ở lại đây dưỡng thương. Sau khi khỏi hẳn, em đã đến trạm lương thực. Từ doanh trại Kỷ Diện đến trạm lương thực, em giết được 7 tên rồi, còn thiếu 5 tên nữa là xong việc. Người vết thương của em thế nào rồi? Khỏi từ lâu rồi. Lâu như vậy rồi, sao em không gửi tin về nhà? Em chỉ nghĩ đến chuyện trả thù, cũng không biết nói gì nữa. Cũng tốt. Cứ coi như em chết rồi, mọi người đều được yên tĩnh. Vậy có phải nếu lần này chỉ không gặp em ở đây thì em cũng không trở về đồng quan, cũng không thèm gửi tin tức về nhà luôn? Em vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Vẫn còn đang suy nghĩ thì chị đến rồi. Vậy là có người chuyển tin rồi. Nè, cậu ngồi đây làm gì, đội trưởng? Họ đang nói chuyện. Cứ để họ nói chuyện đi. Thật là không trùng hợp, không thành văn. Nè, cậu có biết cô gái ấy là gì của cậu ta không? Tôi không biết. Là người yêu à? Tôi thấy không giống. Tôi lại thấy giống. Nếu như bọn họ nói chuyện cả buổi tối, vậy anh định ngồi đây cả buổi tối sao? Đúng vậy ha. Tôi cũng đang nghĩ, nếu thực sự phải ngồi ngoài này cả đêm thì lạnh chết được. Vậy đi, cậu về phòng lấy chăn của cậu qua đây. Tối nay ngủ ở chỗ tôi đi. Cảm ơn đội trưởng. Sao chị lại ở đây? Chị quen mấy người của đội trưởng Mã à? Đúng rồi, em giới thiệu với chị, đây là ân nhân của em ở Sơn Tây, Lão Hồ. Không dám, không dám. Hai người cứ nói chuyện đi. Nói chuyện tiếp đi. Anh làm gì vậy? Tôi sang phòng của đội trưởng. Anh sang phòng đội trưởng làm gì? Chẳng phải hai người còn phải nói chuyện sao? Tôi sang phòng đội trưởng ngủ. Bên đó ấm. Một tên lính cỏn con như anh mà ngủ cùng đội trưởng, vậy sao mà được? Vậy cậu cũng không thể để tôi ngủ ngoài sân được. Anh hiểu lầm rồi. Đây là chị tôi. Anh ngồi đây đi, không sao. Vậy à? Anh ngồi đi, không sao. Vậy tôi ở đây, tôi ở đây. Ngồi tiếp đi, coi như không có tôi. Coi như anh ấy không có ở đây, chị nói tiếp đi. Thật ra số súng chị thu được ở đồng quan chính là sửa để cho quân đội 38. Lần này chị đến chủ yếu là để xem tình hình sử dụng súng đã sửa. Em nói xem có phải trùng hợp quá không? Trùng hợp. Thật ra trong lòng chị luôn có cảm giác em vẫn chưa chết. Lần này qua rồi, ngoài công việc ra, thật ra chị thật sự muốn nhờ đội trưởng Mã giúp chị nghe ngóng tin tức của em. Không ngờ lại gặp em ở đây. Hay là hai người nghỉ ngơi sớm đi. Dù sao ngày mai chị cũng ra trận địa, trong ngày là về. Chúng ta có nhiều thời gian để nói chuyện. Vậy em tiễn chị. Không cần đâu. Không cần. Ở lại đây nói chuyện được mà. Tôi ổn mà.
Không sao, chúng tôi còn nhiều thời gian để nói chuyện mà. Em uống nước trước đi, chị ở ngay phòng bên cạnh. Chúng ta mới nói tiếp. Con gái ở Đồng Quan. Anh chực chực cái gì? Đẹp lắm à? Răng của tôi không đẹp sao? Tôi không chực chực, cậu bắt tôi khóc à? Cô gái này xinh thật đó. Kỹ sư Đỗ, Phương Chính Đông là gì của cô? Chuyện này bảo tôi phải nói sao đây? Tôi chỉ hỏi đại vậy thôi. Tôi và cậu ấy và cả anh trai cậu ấy, ba người chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa. Sau đó tôi và anh cậu ấy đều đi du học Đức. Chính Đông từ nhỏ đã không thích học hành. Sau đó tôi duyên trùng hợp, cậu ấy đã làm đau khách. Năm ngoái chẳng phải người Nhật tiến đến Đồng Quan đó sao? Cậu ấy cảm thấy tò mò nên dẫn một đám con cháu Đồng Quan, cả đám anh em của cậu ấy đến Sơn Tây, nói là muốn xem thử. Sau đó chuyện đó thì tôi biết rồi. Anh trai cậu ấy làm gì? Anh ấy là tiểu đội trưởng tiểu đội độc lập sư đoàn 167 quân đoàn 1 quân đội quốc dân. Đội trưởng Mã, tôi nghe ý của Chính Đông thì thấy cậu ấy rất muốn ở lại chỗ anh làm lính. Vậy sao? Anh cười gì? Tại sao anh lại giữ cậu ấy lại? Chính Đông đó hả? Rất có tiềm năng. Nhưng nếu như để cậu ấy ở lại trong bộ đội đảng quốc dân thì coi như bỏ đi. Thật ra tôi nghĩ thế này, tôi muốn cậu ấy quay về Đồng Quan thành lập một đội của riêng mình. Bây giờ quân đội 38 rất khó khăn, sớm muộn gì cũng thiếu lính. Đến lúc đó đội của Phương Chính Đông sẽ có tác dụng lớn đó. Ý này rất hay. Có điều đối với Phương Chính Đông cũng khó thực thi lắm. Tôi hiểu tính cách của cậu ấy, từ nhỏ đã rất ngang bướng, chuyện gì cũng phải làm cho đến cùng. Anh bảo cậu ấy về Đồng Quan mà không đánh nhau, cậu ấy chắc chắn không đồng ý. Vậy cũng đúng. Vậy phải nghĩ cách khác rồi. Đây là gì? Tôi không biết chữ. Đây là lệnh khen thưởng do chủ tịch viên của tỉnh Tây Sơn ký, biểu dương thành tích anh dũng của cậu trong việc đánh chiếm kho lương thực của Nhật, đặc biệt phong cậu làm anh hùng tấn tuyên. Cái này có tác dụng gì? Vậy cậu còn muốn thế nào? Tôi muốn đi theo anh. Anh cứ nói có nhận hay không? Muốn, nhưng e là bây giờ vẫn chưa được. Anh làm mất thời gian của tôi quá. Anh cho tôi một lời chính xác đi. Tôi muốn cậu quay về Đồng Quan. Vậy là không nhận rồi. Không phải. Vậy anh cho tôi theo anh. Anh đừng vòng vo nữa. Cậu có biết quân đội 48 chúng tôi ở Sơn Tây làm gì không? Đánh người Nhật. Chúng tôi trấn giữ trên núi Trung Điều là để kìm chân người Nhật, không cho chúng tấn công vào Đồng Quan. Nói gì đi, quân đội 38 là bức bình phong đầu tiên để bảo vệ Đồng Quan. Nếu quân đội 38 không còn thì Đồng Quan sẽ mất chứ gì? Đúng. Vậy tôi càng phải ở lại. Có một số chuyện bây giờ nói cậu cũng không hiểu. Tôi muốn cậu về Đồng Quan, tập hợp các anh em đao khách của cậu, chiêu binh mãi mã. Sau này có một ngày, nếu chỗ tôi không chống cự được, cậu sẽ đến đây giúp tôi. Tương lai, vậy giờ đến bao giờ? Lúc nào không chống cự được nữa thì tôi gọi cậu. Nói thế này cho cậu hiểu. Bây giờ tôi cái gì cũng thiếu. Thiếu lương thực, thiếu tiền, thiếu người. Nếu không, tôi cũng không mạo hiểm tính mạng đi cướp trạm lương thực. Anh đùa tôi hả? Tôi đùa anh thì được lợi gì? Cũng đúng.
cậu đừng vội đồng ý. Con người cậu thoáng qua đầu thôi đã thành chủ ý. Vì giống như lần trước cướp trạm lương thực, nếu đã đồng ý thì không được phép thay đổi. Được, vậy tôi quay về suy nghĩ. Quay lại. Cậu cầm lấy thứ này đi. Tờ giấy anh giữ để chùi mông đi. Còn tiền thì tôi có thể lấy. Cái này cho lão Hồ, chỗ này thiếu kính anh, thiếu gì mua đó đi. Thằng nhóc này. Thế nào? Đội trưởng Mã nói thế nào? Lúc nào thì dẫn chúng ta đi báo thù? Anh ấy nói chuyện báo thù. Còn phải đợi thêm nữa. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay chuyện này. Không dễ dàng mà. Hay là anh cùng tôi về Đồng Quan? Cái gì? Cậu về Đồng Quan? Anh về cùng tôi. Tôi không đi đâu. Qua sông là đến Thiểm Tây. Tôi là người Sơn Tây. Nếu đã trừ bạo không thành, vậy tôi không đi đâu cả. Chỉ ở đây thôi. Dù gì cũng là quê hương của tôi. Con gần mộ ba mẹ con họ. Ai nói về Đồng Quan là không thể báo thù? Chẳng phải cậu về đoàn tụ rồi còn gì? Tôi về Đồng Quan là để báo thù. Tôi phải thành lập một đội ngũ của riêng mình. Chúng ta có cái này. Cái gì? Chuyện này anh chỉ trông chờ vào người khác thì không được. Không biết phải chờ đến khi nào. Nếu chúng ta có đội ngũ của riêng mình, muốn làm lúc nào thì làm, muốn làm thế nào thì làm thế nấy. Ông trẻ, câu này cậu đừng nói lung tung. Nếu còn vào thời hoàng thượng thì chỉ dựa vào câu này thôi là đủ để mất đầu tru di cửu tộc rồi. Tôi thành lập đội ngũ là để đánh người Nhật Bản. Ai tru di cửu tộc nhà tôi? Nhưng như vậy cũng không dễ dàng. Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu mở một quán ăn, cậu cũng phải có bàn ghế, có nhân viên, có đầu bếp. Bây giờ chỉ có hai chúng ta với vài đồng tiền của cậu mà cậu đòi thành lập một đội ngũ. Anh nói đi, anh có làm hay không? Có cậu muốn báo thù không? Có chứ. Có thì đợi đi, tôi có cách. Vào đi. Sao vậy? Em bàn với chị chuyện này. Chuyện gì? Đội trưởng Mã muốn em về Đồng Quan thành lập đội ngũ. Anh ấy nói quân đội 38 sắp không giữ nổi nước Trung Điều rồi. Quân đội này cắm ở Sơn Tây là để bảo vệ Đồng Quan chúng ta. Chuyện này có thật không? Cậu nói xem. Em hơi không tin. Hơn nữa chị nói xem, chuyện lớn như vậy sao anh ấy lại giao cho em? Đó là xem trọng. Người ta xem trọng em nên mới giao chuyện lớn này cho em. Lớn như vậy rồi, bờ vai chưa từng phải gánh nặng như vậy đúng không? Đúng vậy. Chị giúp em một chuyện đi. Chuyện gì?